Không còn quá xa lạ đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Và để khuyến khích các bạn có thể thực hiện ước mơ của mình, các trường tại Singapore đang có những học bổng và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn vào năm 2015 dành cho các bạn du học sinh Việt Nam. Thì đầu tiên, Tân Đại Dương xin nói đến về trường SHIM. Thì trường SHIM là trường về ngành quản trị du lịch khách sạn. Chương trình đào tạo tại SHIM luôn đáp ứng tính nghiêm ngặt và toàn diện theo tiêu chuẩn những trường dạy quản lý du lịch khách sạn hàng đầu tại Thụy Sĩ. Năm 2015, SHIM vinh dự đạt chứng nhận EduTrade 4 năm. Đăng ký học tại trường SHIM 2015, bạn sẽ có cơ hội nhận được cơn mưa quà tặng như là miễn phí 6 tháng học tiếng Anh, trị giá là 5.000 đô la Singapore, tương đương là 84 triệu Việt Nam đồng, và học bổng 8.160 đô la Singapore, tương đương là 137 triệu Việt Nam đồng, đồng thời tặng iPad mini làm tài liệu học tập. Với chương trình du lịch khách sạn tại trường SHIM, trường có chương trình đảm bảo 100% cơ hội thực tập 6 tháng sau khi tốt nghiệp, có hưởng lương lên đến 1.500 đô la Singapore, tương đương là khoảng 24 triệu Việt Nam đồng tại các tập đoàn du lịch khách sạn lớn có hợp tác với trường SHIM. Và thứ hai là chúng ta hãy kể đến trường Kaplan. Trường Kaplan Singapore nằm trong top 3 học viện được yêu thích nhất, đào tạo các chương trình từ Anh văn, thương mại, cao đẳng, nâng cao, cử nhân, thạc sĩ cho đến chuyên ngành như là kế toán, kinh doanh, quản lý thông tin, kinh doanh và luật, tư vấn, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, trợ lý luật sư, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch và khách sạn, quản lý nhân sự, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, quản lý bán lẻ, rất là nhiều chuyên ngành cho các bạn tha hồ để lựa chọn. Và năm 2015, Kaplan Singapore cung cấp chương trình học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên như là khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Northumbria University, học bổng là 3.000 đô la Singapore, tương đương là 48 triệu Việt Nam đồng, và khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh đối tác là trường University of Bedfordshire, học bổng là 2.000 đô la Singapore, tương đương là 32 triệu Việt Nam đồng. Và chương trình học bổng chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học, học bổng là 5.000 đô la Singapore cho đến 10.000 đô la Singapore, tương đương là 80 triệu cho đến 160 triệu Việt Nam đồng. Và học bổng chuyển tiếp cao đẳng lên đại học và đại học lên thạc sĩ, học bổng là 5.000 đô la Singapore cho đến 10.000 đô la Singapore, tương đương là 80 cho đến 160 triệu Việt Nam đồng. Đồng thời, năm 2015 này, Kaplan còn có chương trình học bổng 100% đối với khóa luyện O-Level dành cho học sinh hết lớp 9, lớp 10 muốn vào học tại các trường công lập Singapore. Và thứ ba kể đến đó là trường Nam Giang. Học viện Quản lý Nam Giang thành lập vào năm 2001, chuyên đào tạo về nhà hàng khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng, marketing, với các bậc đào tạo là từ Anh văn cơ bản, cao đẳng nâng cao, cử nhân cho đến thạc sĩ. Bên cạnh đó, trường đang có chương trình hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên Việt Nam muốn ghi danh vào kỳ nhập học mới nhất, đó là khóa tháng 4 năm 2015, giảm ngay 50% lệ phí đăng ký là 214 đô la Singapore, tương đương là 3,4 triệu Việt Nam đồng. Tặng bao lì xì cho học sinh khóa cao đẳng, bao lì xì là 888 đô la Singapore, tương đương là 15 triệu Việt Nam đồng, và khóa đại học là 1.888 đô la Singapore, tương đương là 30 triệu Việt Nam đồng. Và thứ tư là kể đến trường EIC. Học viện EIC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Và chương trình đào tạo tại EIC đó là chương trình tiếng Anh ngắn hạn, dài hạn, khóa luyện O-Level dành cho các học sinh muốn vào trường công lập, cùng các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch và khách sạn, tài chính và ngân hàng, marketing và sale, hậu cần logistics, từ cao đẳng đại học cho đến thạc sĩ. Rất là nhiều chương trình đang chờ đón bạn khi đăng ký du học tại trường EIC Singapore năm 2015, như là tặng ngay học bổng đầu vào 1.000 cho đến 2.000 đô la Singapore, tương đương là 17 cho đến 34 triệu Việt Nam đồng, và tặng ngay phí đăng ký của trường đó là 160.5 đô la Singapore, tương đương là 2,7 triệu Việt Nam đồng, đồng thời tặng một EIC tab. Và còn rất là nhiều học bổng đầu ra trị giá 10.000 đô la Singapore, tương đương là 170 triệu Việt Nam đồng cho hệ cử nhân, và 6.500 đô la Singapore, tương đương là 110 triệu Việt Nam đồng cho hệ thạc sĩ. Đặc biệt, sinh viên có những cái đề án khả thi sẽ được trường tài trợ lên đến 100.000 đô la Singapore, tương đương là 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Và trường MDIS,
Học viện MBS được thành lập năm 1956, đào tạo bậc đại học và sau đại học lâu đời nhất tại Singapore. Thì chương trình đào tạo tại trường MBIS cũng rất là đa dạng, như là quản trị kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, ngân hàng và quản lý tài sản, công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn, truyền thông đại chúng, kỹ thuật, thiết kế máy móc và rất là nhiều chuyên ngành khác, đào tạo từ bậc cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Nhằm giúp tiết kiệm chi phí du học thì trường MBS 2015 này cũng có những cái chương trình học bổng và hỗ trợ học phí cho sinh viên quốc tế, như là học bổng 4.000 đô la Singapore, tương đương là 64 triệu Việt Nam đồng khi ghi danh vào khóa thạc sĩ, học bổng 3.200 đô la Singapore, tương đương là 51 triệu Việt Nam đồng khi ghi danh vào khóa đại học, và học bổng 5.000 đô la Singapore, tương đương là khoảng 8 triệu Việt Nam đồng cho các sinh viên quốc tế khi ghi danh vào khóa cao đẳng nâng cao. Về mức hỗ trợ học phí thì áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 cho đến 30 tháng 6 2015 thì trường MBS còn có những cái hỗ trợ như là hỗ trợ 2.000 đô la Singapore tương đương là 32 triệu Việt Nam đồng khi ghi danh vào khóa đại học, và hỗ trợ 1.500 đô la Singapore tương đương là 24 triệu Việt Nam đồng khi ghi danh vào khóa O-Level. Thì ngoài ra còn rất là nhiều học bổng từ các trường đại học khác tại Singapore. Để có thêm nhiều thông tin học bổng của các trường tại Singapore, các bạn có thể liên hệ đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng tại Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về học viện Kaplan Singapore với sự tư vấn của chị Lê Nguyễn Phi Lan, làm giám đốc tuyển sinh của học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam. Xin chào chị. Chào Lê, chào các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái bậc học đại học của học viện Kaplan Singapore, thì chị có thể cho tất cả các bạn sinh viên biết về các chuyên ngành đào tạo của trường. Đối với chương trình đại học của Kaplan thì hiện tại Kaplan có rất là đa dạng chương trình học dành cho các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. Hiện tại thì Kaplan có những cái chương trình rất là phổ biến mà sinh viên Việt Nam của mình hay được chọn, ví dụ như là những cái chương trình về thương mại, như là về quản trị kinh doanh quốc tế, về marketing, về nhân sự, hay là một số những cái ngành mà gần đây được các bạn lựa chọn rất là nhiều, như là truyền thông nè, quảng cáo, hay là quan hệ công chúng chẳng hạn, và có những cái ngành sẽ phát triển trong tương lai như là quản lý bán lẻ, quản lý cung ứng hậu cần, hay là trợ lý pháp lý. Về cái điều kiện nhập học mà cho từng chuyên ngành thì như thế nào chị ạ? Thì hiện tại Kaplan có một cái điều kiện nhập học chung cho tất cả các chương trình cử nhân hiện nay, đó là chúng ta cần phải có ít nhất hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam. Nếu như mà chúng ta chưa tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam thì chúng ta sẽ trải qua một cái chương trình, đó là chương trình dự bị đại học. Điều kiện thứ hai của các bạn đó là IELTS 5.5, hoặc là chúng ta sẽ hoàn tất chương trình Level 5 của Kaplan tại Singapore. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về cái ngành nào hiện nay đang rất là nhiều các bạn học sinh theo học, cũng như là cái ngành nào chị nghĩ là nó sẽ phát triển hơn ở trong tương lai? Hiện tại thì như lúc nãy chúng ta cũng có biết sơ qua về những cái chương trình đào tạo của Kaplan. Thì đối với sinh viên Việt Nam của mình thì những cái ngành phổ biến hiện nay đa phần là những cái ngành thuộc về lĩnh vực thương mại, như là về finance hay còn gọi là tài chính, marketing, kinh doanh hoặc là kinh doanh quốc tế. Và sắp tới trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái ngành rất là phát triển, ví dụ như là trợ lý pháp lý, hay là quản lý bán lẻ, hoặc là quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần. Rồi tại trường cấp bằng của mình thì có những dịch vụ gì hỗ trợ dành cho tất cả các bạn sinh viên hay không? Đối với dịch vụ hỗ trợ thì Kaplan rất là tự hào là một trong những cái học viện có cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của mình hiện nay. Thì khi mà các bạn học tại Kaplan thì các bạn có một số những cái hỗ trợ. Thứ nhất đó là về cái phần tài chính học của mình. Thì khi mà các bạn học tại Kaplan ở năm thứ nhất đại học và các bạn có một cái thành tích rất là tốt thì chúng ta sẽ có những cái phần học bổng. Thì chúng ta sẽ có những cái học bổng rất là cao, trị giá từ 5.000 đô sinh, 7.500 đô sinh cho đến 10.000 đô sinh cho một suất như thế. Ngoài ra thì chúng ta có những cái phần hỗ trợ về dịch vụ cho sinh viên. Ví dụ như trong quá trình mà các bạn học tại Kaplan,
thì các bạn sẽ được hỗ trợ. Khi mà các bạn mới vào trường thì có một cái cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore, họ sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để giúp cho các bạn làm quen với những cái bạn hiện tại đang học tại Kaplan, giúp cho các bạn những cái bước đầu khi mà chúng ta mới đến Singapore. Thì bên trường thì đã có những cái dịch vụ để hỗ trợ cho các bạn sinh viên rồi, nhưng mà chị có những cái chia sẻ gì về kinh nghiệm sống cho tất cả các bạn sinh viên hay không? Về chia sẻ thì thật ra khi mà chúng ta đi du học ở bất cứ quốc gia nào thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc là khi mà chúng ta đến thì chúng ta sinh sống như thế nào, chúng ta hoạt động như thế nào ở đất nước này. Thì ở Singapore, nếu như mà các bạn đã từng tìm hiểu những cái thông tin của Singapore qua những cái phương tiện như là tạp chí hay là thông tin đại chúng thì chúng ta sẽ biết là Singapore rất là giống, rất là tương tự như là thành phố Hồ Chí Minh của mình. Cho nên chúng ta không có cần phải chuẩn bị nhiều về quần áo, bởi vì chúng ta có thể sử dụng những cái quần áo hiện tại của mình. Tuy nhiên ở Singapore thì có một cái đặc điểm rất là khác với Việt Nam của mình, đó là chúng ta sử dụng những cái phương tiện đi lại công cộng rất là nhiều. Không giống như Việt Nam của mình thì chúng ta sử dụng xe máy. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng phương tiện công cộng thì chúng ta sẽ chú ý hai điều. Thứ nhất, các bạn sẽ dừng lại trạm, chứ chúng ta không đến được ngay nhà, cho nên chúng ta sẽ đi bộ. Thì chúng ta đi bộ thì chúng ta cần chuẩn bị những cái đôi giày rất là êm ái để là mình không có cảm thấy khó chịu khi mình đi lại. Thứ hai nữa là về cái thời tiết, thì khi mà mình đi bộ như vậy thì sẽ có mưa hoặc là nắng, thì chúng ta nên chuẩn bị một cái dù. Thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà ở Singapore. Có một cái phần nữa đó là về ăn uống, là công việc, cái việc hàng ngày của mình. Thì ăn uống thì thật ra ở Singapore các bạn cũng thường hay nghe Singapore là thiên đường về ăn uống, cho nên các bạn có thể tìm bất cứ cái loại thức ăn nào tại Singapore. Và khu vực xung quanh trường của chúng ta có rất là nhiều quán ăn ngon, cho nên chúng ta không có cần phải lo lắng về vấn đề này. Cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Vi Lan, mà chia sẻ rất là ngắn thôi nhưng mà tôi nghĩ là sẽ rất là giúp ích cho tất cả các bạn sinh viên và những bạn nào đang có ý định đi học tại Singapore. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình kỳ sau.